Xin chào mừng bà con cô bác và cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Đồ Cổ Giáo Nguyễn. Em rất là vui khi được gặp lại bà con cô bác và cô chú anh chị trong đoạn video ngày hôm nay. Ngày hôm nay em mang lên tới cho bà con cô bác và cô chú anh chị những món đồ em đã sưu tầm được trong thời gian vừa qua. Đặc biệt hôm nay em sẽ có một chương trình xả những món đồ đồng mỹ nghệ, đồ đồng phong thủy để tri ân bà con cô bác, cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh của em trong thời gian vừa qua. Thì để không làm mất thời gian của mọi người, em xin điều chỉnh góc quay để giới thiệu từng món đồ. Hy vọng bà con cô bác và cô chú anh chị khi xem đến đây sẽ cho em một cái lượt like và một cái lượt share để em có thêm động lực em ra nhiều video mới gửi tới bà con cô bác và cô chú anh chị. Em xin phép được điều chỉnh góc quay. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình đợi em một chút nha. Đầu tiên em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị là những món đồ đồng mỹ nghệ, đồ đồng phong thủy mà em sẽ tri ân mọi người trong đoạn video ngày hôm nay. Hôm nay em sẽ gọi là bán cho bà con cô bác, giới thiệu cho bà con cô bác và cô chú anh chị một con đại bàng hòa bình, một cái ấm trà và một đôi tỳ hưu đó. Và em sẽ để một cái giá gọi là xả cho bốn món này luôn, bà con cô bác và cô chú anh chị mình lấy nguyên một bộ đó, bốn cái món đồ như thế này với một giá rất là ok luôn ha. Thì em sẽ giới thiệu qua từng cái món đồ trong cái combo ngày hôm nay ha. Đầu tiên là một cái này giống như ấm trà, là một cái ấm trà bằng đồng nè, từ phần thân cho đến tới phần quai liền luôn, nguyên một cái đồng nguyên khối luôn. Ở bên dưới phần thân là hình 12 con giáp nha, 12 con giáp chạm nổi ở đây đó, nhìn rất là đẹp luôn. Bên dưới là cái phần một khắc bốn chữ đó, ở bên trong còn có đóng cát, này là cát hay là gì đóng rất là nhiều trong đây nè, không có bị lủng hay là bị gì hết nha. Đó, và trọng lượng của cái bình trà này là 800 gram nha. Đó. Về kích thước thì chiều cao là 16 cm, phần bề ngang lớn nhất là 13 cm. Đó, là món đồ đầu tiên. Tiếp theo là một con đại bàng hòa bình. Đó. Đây thì cái tên gọi của nó cũng là cũng thể hiện cái ý nghĩa rồi ha. Món đồ này là bà con cô bác của chú anh chị có thể trưng trên bàn làm việc đó, cũng như là trong tủ kiến đồ này kia ha, rất là đẹp luôn. Thì con đại bàng hòa bình này có cân nặng là 2,5 kg nha, cân nặng của con đại bàng hòa bình này là 2,5 kg và chất liệu cũng là đồng nguyên khối luôn, cái màu đồng vàng cũ theo thời gian năm tháng. Ở bên dưới là cái phần mộc đó, phần mộc bốn chữ đó, ở đây thì có bốn cái chữ khác nữa em cũng không dịch được luôn. Ở mặt sau có một cái chữ rất là lớn ở đây nữa đó. Và con đại bàng này có chiều cao tính luôn tới phần cánh là 27 cm, bề ngang lớn nhất là 21 cm. Đó, đây là món đồ thứ hai. Và món đồ thứ ba là một cái đôi tỳ hưu bằng đồng nha. Đó, màu đồng cũ theo thời gian năm tháng nè. Đó, chất liệu là bằng đồng nguyên khối luôn nha. Ở bên dưới thì nó có cái mộc khắc như thế này đó. Và cái đôi tỳ hưu này, hai con này có cân nặng là 3,6 kg nha. Đó, chiều cao lần lượt của từng con đầu tiên là 16,5 cm ha, phần chiều dài là gần 20 cm. Đó. Rồi con thứ hai đó, màu đồng rất là đẹp luôn ha, nó xuống màu nhưng mà nó vẫn được cái màu vàng sáng sáng ha. Đó, không phải là cái màu vàng bóng được đánh lại nha, nhưng mà màu này là cũ theo thời gian năm tháng nè. Tỳ hưu thì là một cái con vật mà người ta nói là phong thủy là tốt hay giữ của, tại vì nó có vô không có ra nha. Đó, bà con cô bác cô chú anh chị mình nếu mà yêu thích những cái món đồ phong thủy đó, mình có thể là mua về để trưng bày rất là tốt luôn đó. Và hôm nay em xả hàng cho bà con cô bác và cô chú anh chị một bốn cái món đồ đồng này với giá chỉ là 5 triệu đồng đó. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý mình liên hệ với em ha, qua Zalo và số điện thoại là 0774 814 824. Đó, rất là hạt dẻ, rất là ok luôn. Bốn món như thế này mà chỉ có 5 triệu đồng thôi. Rồi, món đồ kế tiếp em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị là một cái mâm đồng ba chân. Đó, cái mâm đồng đang đựng bốn cái món này. Đem về xuống. Đây. Đây là một cái mâm đồng ba chân và là một cái mâm đồng cũ luôn nha. Bà con cô bác, cô chú anh chị có thể nhìn thấy cái họa tiết chạm tay long phụng xung vầy nè. Đó, nó mờ, nó cũ mà nó mờ, nó nổi nhìn khó, rất là hơi khó nhìn ha. Đó, nhưng mà em nghiêng nghiêng sáng nè, chắc mọi người có thể thấy được cái họa tiết chạm tay như thế này nha. Đó,
qua thời gian năm tháng rồi nó sử dụng rồi bắt đầu nó mòn, nó nhiều chỗ nó bị mòn, nó mờ luôn cái hình chạm tay ha. Phía sau là ba chân nè, còn rất là lành lặn luôn, không có bị bong, không có bị gọi là sút mẻ hay gì hết nha. Cái mâm này có phần đường kính là 52 cm nha. Đó, bà con cô bác cô chú anh chị mình thích sưu tầm những cái mâm đồng cũ như thế này có thể là liên hệ với em. Đó. Và em xin phép được giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị cái mâm đồng ba chân này với giá là 3.500.000 đồng. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý mình liên hệ với em ha. Em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Món đồ kế tiếp em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị là một số món đồ gốm mà em sưu tầm được ha. Đầu tiên em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị, đây là một cái hũ thủy trì đó, một cái hũ thủy trì chất liệu là gốm nha, một cái dòng gốm hỏa biến đó. Bà con cô bác cô chú anh chị có thể thấy cái màu men, cái màu sắc của cái nước men ở trên cái hũ thủy trì này nó có những cái chỗ không đồng đều, không đồng nhất với nhau ha. Và đây là một cái hũ gốm đời Tống nha mà em sưu tầm được. Thứ hai là cái phần men chảy nè, phần men chảy mọi người có thể nhìn kỹ ở chỗ này ha. Đó, nhưng chỗ chảy xuống như thế này, phần chôn đáy thì vẫn còn cái lớp men, tuy nhiên là xuất hiện rất là nhiều cái vết rạn nứt theo thời gian năm tháng nha. Ở trên phần miệng thì không có bị gân nứt hay là gặn mẻ gì hết nha. Đó, một cái hũ thủy trì mà còn rất là lành, rất là đẹp luôn. Về kích thước thì cái hũ này có phần chiều cao là 6.5 cm ha, phần đường kính khoảng 7.5 cm, và giá em giao lưu với bà con cô bác và cô chú anh chị cái hũ thủy trì này với giá là 3.000.000 đồng. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý, mình thích sưu tầm những món đồ gốm thuộc cái dòng men chảy hỏa biến thì có thể liên hệ với em nha, rất là đẹp luôn, cái nước men vẫn còn cái độ bóng nhất định nha. Em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Tiếp theo giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị, đây là một cái đôi bát con cá mà em sưu tầm được, rất là đẹp luôn nha. Để em xin phép em giới thiệu từng chiếc một ha, từng cái một để bà con cô bác cô chú anh chị có thể có cái nhìn rõ hơn về về hai cái bát này. Cái bát đầu tiên em cầm trên tay nè, mọi người nhìn cái màu men của nó rất là mịn luôn, và ở sát phần miệng á thì nó bị lợt dần ha, bị bay màu dần theo theo cái thời gian năm tháng, hay là nó do cái phần cọ quẹt hay sao mà cảm giác như nó bị lật màu hơn so với những cái chỗ khác. Ở bên trong rất là mịn luôn, cái nước men rất là mịn luôn, và có hình hai con cá ở giữa, hai con cá nổi ở giữa như thế này đó. Bên ngoài thì có cái những họa tiết chạy vòng tròn nè, hoặc gạch sọc đó. Mà con cô bác cô chú anh chị mình theo dõi trên video của em mà thấy chưa rõ, có thể là liên hệ với em qua Zalo và số điện thoại là 0774 814 824, để em gửi thêm hình ảnh cũng như là gọi điện trực tiếp cho mọi người ha. Cái phần chung đáy thì rất là già luôn, nó chỗ mà sát với mặt phẳng á, thì nó bị lột men đó, bị tóc hết lớp men rồi nè, lộ phần thịt đó. Men ở dưới đáy vẫn còn nha, và nó xuất hiện những cái vết rạn nứt nè, những cái đường rạn theo thời gian năm tháng ha. Rồi cái chén đầu tiên này đó, có phần đường kính là 11 hơn gần 11.5 cm nha, phần chiều cao là 6 cm đó. Và cái chén thứ hai đây, cái chén thứ hai nó cũng có cái sự tương đồng nha, cũng có sự tương đồng với cái chén hồi nãy nha, về cái màu sắc, hình dáng, kích thước đó. Tuy nhiên cái chén thứ hai này nó còn có những cái điểm mà rất là đặc biệt khác ha, ví dụ như là những cái đường tơ đó, những cái đường tơ ở đây, một đường, hai đường chạy xung quanh cái phần thân nha. Bên trong thì vẫn là hai con cá đắp nổi nè đó, nhìn rất là đẹp luôn. Về phần chôn đáy, chôn đáy thì rất là già luôn ha, có những chỗ nó là để xuống mặt phẳng thì nó bị lột men thôi đó, phần men ở dưới đáy vẫn còn nguyên nha đó. Chén thứ hai này có phần đường kính cũng là 10 gần 11.5 luôn, phần chiều cao lên là 6 cm nha đó. Và giá em giao lưu với bà con cô bác và cô chú anh chị một cái đôi chén này với giá là 4.000.000 đồng. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý mình liên hệ với em nha. Em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Món đồ kế tiếp em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị là một cái bình này, có cái bình rượu nha, một cái bình rượu thuộc dòng Celadon, sòng gốm Celadon rất là đẹp và độc lạ luôn. Nhìn là nó rất là, cái hình dáng của nó ha là rất là khác biệt. Cái thứ hai là cái
cái chỗ mà để gót gụ vào đó, nó nằm bên dưới này đó, rất là độc đáo và đặc biệt luôn ha. Cái nước men xanh ngọc nổi bật của cái dòng gốm Cerrado đó, phía trên cái phần thân và phần tay cầm này, rất là nhiều cái vết đường đường rạn nứt ha, cái vết là men rạn chảy chi chít luôn. Một số chỗ men thì nó em cảm giác giống như là nó bị giống như gọi là không biết dùng cái từ cho chính xác, nhưng mà nó bị biến đổi cái màu này nè đó, không biết là do cái tác động của cái gì, nó không còn, nó bị nám nè, đúng rồi, nó bị nám đi đó. Cái phần miệng cũng là hình của một cái phần cái vòi đi, cái chỗ cái vòi là hình miệng của một cái con gì được đắp nổi ở đây, nhìn rất là độc đáo và lạ luôn. Ở bên dưới chôn đáy thì rất là già ha, phần men ở đáy thì vẫn còn đó, tuy nhiên là vết rạn nứt rất là nhiều đó. Còn cái phần mà để với tiếp xúc với cái mặt phẳng á thì nó đã bị lọt men hoàn toàn rồi đó, nó để lộ phần thịt như thế này đó, rất là đẹp và gập luôn ha. Về kích thước của cái bình này có phần chiều cao là 18 cm ha, phần bề ngang lớn nhất là 14.5 cm, và giá em giao lưu với bà con cô bác và cô chú anh chị một cái bình ngũ Celadon độc lạ như thế này với giá là 8 triệu đồng nha. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình hứng ý thích sưu tầm mình là liên hệ với em nha. Em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Tiếp theo em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị một cái bình gốm rất là đẹp luôn. Bình này thì theo như em nhận định của em á, nó giống như một cái bình chiêu tài hút lộc nha, một cái bình tự nhiên quên tiêu cái cách cái tên gọi rồi đó. Và đặc biệt là cái hình rồng đắp nổi nè, rất là đẹp luôn, hình rồng đắp nổi trên cái thân bình. Để em quay cho bà con cô bác cô chú anh chị xem á, cái đầu rồng của cái đầu phần đầu bắt đầu từ đây, cái phần đầu của con rồng là nằm trên đây nè, được đắp nổi trên đây nè đó, và chạy uốn lượn quanh một vòng xoáy cái phần thân nha. Rồi vết men rạn thì xuất hiện rất là nhiều luôn, vết men này xuất hiện rất là nhiều trên cái này cái thân ha, và cả ngay phần miệng nè đó. Bà con cô bác cô chú anh chị mình có thể nhìn đó. Mọi người xem trên đoạn video của em mà thấy chưa rõ, mình cứ liên hệ với em nha, và Zalo và số điện thoại là 0774 814 824 để em gọi điện trực tiếp cho mọi người xem luôn. Bên dưới là phần chôn đáy nè, phần men sát đáy cũng xuất hiện những cái vết rạn rất là nhiều rồi ha. Đó, ở phần dưới đáy á, thì nó lột hết men rồi, không còn cái lớp men nữa, chỉ còn lộ cái phần thịt đó, rất là già luôn. Rồi những cái điểm chỗ đồng chỗ sắt thì rất là nhiều. Về kích thước của cái bình này đó, chiều cao bình này cao 35 cm nha, chiều cao 35 cm, và phần hoành là 62 cm, và giá giao lưu với bà con cô bác và cô chú anh chị một chiếc bình gốm đề tống này với giá là 6 triệu đồng. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý mình liên hệ với em nha. Em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Tiếp theo em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị là một cái set trà theo phong cách châu Âu nha, một cái set trà đồng theo phong cách châu Âu rất là đẹp luôn đó, một cái màu đồng vàng cực kỳ đẹp ha, cực kỳ nhìn cực kỳ sang luôn đó. Bà con cô bác cô chú anh chị mình có thể sưu tầm về để trưng bày sử dụng đều được nha. Một cái set như thế này thì gồm một cái bình và 6 cái chung và một cái dĩa. Em sẽ quay từng cái bộ phận ha. Đầu tiên là cái bình rất là đẹp luôn, màu đồng vàng sáng bóng luôn đó. Cái phần nắp thì được gắn liền với tay cầm. Ở trên phần thân hai bên thì được đính những cái hộp kim cương nha, nhưng mà em nghĩ những cái hộp này là những cái hộp trang trí thôi, thì không có cái giá trị như là kim cương thiệt nha. Chắc bà con cô bác cô chú anh chị mình nhìn mình cũng là cũng đánh giá được ha. Ở bên dưới đây là còn rất là lành lặn liền lạc luôn. Rồi cái bình chuyên cái bình này có phần chiều cao là 22 cm, phần bề ngang lớn nhất là 12 cm ha. Đó rồi mỗi một cái chung đây, em quay từng cái chung nè. Cái bộ này á, thì cái chung của nó nhìn rất là sang luôn, nó có cái phần tay cầm ở đây đó. Những cái chung này cũng được tính những cái hộp đó, ngọc bên hai bên rất là đẹp nha. Những cái chung này có kích thước gần như là tương đương nhau luôn, kích thước là tương đương nhau. Phần đường kính nè gần 5 nè, gần 5, chiều cao là 5 cm, chiều cao là 5 cm luôn, nó có một sự gọi là tương đồng luôn á, kích thước y chang nhau luôn đó. 6 cái chung như thế này và cây kèm là một cái dĩa rất là đẹp luôn á. Cái dĩa này cũng được tính 6 cái hộp nhựa ở đây đó, màu vàng, màu đồng vàng rất là sáng bóng, rất là đẹp luôn. Và hôm nay em giao lưu với bà con cô bác và cô chú anh chị một cái set trà đồng theo phong cách châu Âu này với giá chỉ là 1.200.000 đồng đó, 1.200.000 đồng cho một cái bộ
rất là đẹp như thế này ha. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình đồng ý, mình liên hệ với em nha. Rồi em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Tiếp theo em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị là một cái nai có nắp ha. Đây là một cái nai gốm tộc cổ có nắp mà em mà sưu tầm được. Đó, cái nai này thì vẽ lân vần cầu ha, vẽ tích lân vần cầu, và em bao cho bà con cô bác cô chú anh chị mình kiểm tra luôn nha. Những cái món đồ mà em bảo đảm vẽ tay là em cho bà con cô bác cô chú anh chị mình kiểm tra thoải mái ha. Cái nai này đặc biệt ở chỗ là nó có nắp nè, em sưu tầm có rất là nhiều cái nai rồi đó, những cái nai có nắp thì rất là hiếm mà em có thể là sưu tầm được. Phần miệng của cái nai và phần của cái nắp này nè được bọc đồng thủ công tây đó, để bảo vệ cái phần miệng ha. Trên cái nắp này cái miệng thì nó đã bị lột hết men rồi đó. Ở bên dưới hiệu đề đây, trong đáy và hiệu đề của cái nai rất là đẹp luôn. Cái nai này thì có phần chiều cao tính luôn cái nắp là 28 cm nha, và cái phần hoành để em đo xem. Phần hoành của cái nai này là 44 cm, và giá em giao lưu với mọi người cái nai này là 5 triệu đồng nha. Và con cô bác cô chú anh chị mình ưng ý, thích sưu tầm những cái nai rất là đẹp như thế này có thể liên hệ với em. Em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Món đồ kế tiếp em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị là một con cua. Đây là một con cua kim tiền ha, chất liệu là bằng đồng nguyên khối. Đây là một cái món đồ đồng phong thủy mà bà con cô bác và cô chú anh chị mình có thể là sưu tầm về để trưng bày ở trên tủ kiến hoặc bằng hình tà thổ địa để mình chiêu tải hút lộc ha. Con cua này ở bên dưới có cái mọc 4 chữ như thế này đây. Cân nặng của nó là 1,7 kg nha. Cân nặng của con cua kim tiền này là 1,7 kg. Chiều cao là 21.5 cm và phần bề ngang lớn nhất là 17 cm. Giá em giao lưu với bà con cô bác và cô chú anh chị con cua kim tiền bằng đồng này với giá là 1.200.000 đồng. Tiếp theo thì em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị là một đôi long quy bằng đồng khác nha. Đó, một cái đôi long quy như thế này đây. Em giới thiệu con đầu tiên đó, long quy ha, đầu rồng thân rùa nha. Ở trên cái thân rùa là có khắc rất là nhiều cái chữ mà em cũng không biết được là chữ gì luôn. Đó, em quay một vòng cho bà con cô bác cô chú anh chị mình xem nha. Ở bên dưới là cái phần mộc một khắc như thế này, đó là con thứ nhất. Đây là con thứ hai, con long quy thứ hai. Đó, thì đây là một cái món đồ đồng phong thủy mà bà con cô bác cô chú anh chị mình có thể sưu tầm về ha, để chiêu tải hút lộc, trưng bày mang lại may mắn tiền tài cho gia chủ. Cái đôi long quy này có tổng cân nặng là 2,4 kg nha, tổng cân nặng là 2,4 kg. Và chiều dài lần lượt, chiều dài lần lượt là 21 và 20.5 cm ha. Và giá em giao lưu với bà con cô bác và cô chú anh chị đôi long quy bằng đồng nguyên khối này với giá là 1.700.000 đồng. Bà con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý, mình liên hệ với em qua Zalo và số điện thoại là 0774814824. Em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Tiếp theo thì em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị một cái hai cái chứ em xin lỗi hai cái viên đá anh tím này rất là đẹp luôn ha. Thì để em là giới thiệu cái viên nhỏ trước đó, trên tay em đang cầm là một cái viên thạch anh tím. Và cái viên này thì có cái hốc, có một cái hốc mắt cũng hơi sâu nè. Đó, bên ngoài là những cái thớ đá khác nè. Đó, đây là dạng như là một cái dạng thô, có nghĩa là khi mà họ khai thác chúng vào cái mỏ đá thạch anh như thế này thì nó sẽ vỡ ra thành từng cái mảng lớn hoặc là lớn hoặc nhỏ tùy theo cái tác dụng lực ha. Đó, và em thì em là chỉ đi gom những cái món đồ độc lạ và đẹp như thế này thôi. Đó, mọi người có thể là về để trang trí, để nguyên khối như thế này để trưng bày đều được nha. Đó, dưới cái ánh sáng chiếu vào thì có thể thấy nó lấp lánh ha. Đó, để em thử em chiếu cái đèn cái ánh sáng trắng vào nè. Đó, em chiếu cái ánh sáng trắng vào nhìn nó óng ánh rất là đẹp nha. Đó, bà con cô bác cô chú anh chị mình thích là trưng bày những cái chơi hoặc là chơi những cái loại đá mà óng ánh đẹp như thế này thì có thể liên hệ với em ha. Đó, còn đây là cái đây là cái viên lớn hơn một chút xíu, hốc mắt nó sâu hơn và nó có tới 2-3 cái hốc mắt rồi nha. Đó, nhìn óng ánh lên nhìn rất là đẹp ha. Rồi cái viên đầu tiên đây,
Viên đầu tiên này thì có cái trọng lượng là gần 1 kg luôn nha. Đó. Chiều cao là 14.5 cm nha. Phần bề ngang lớn nhất là 9 cm. Đó. Và cái em xin được giao lưu với bà con cô bác và cô chú anh chị cái viên đá anh tím đầu tiên này với giá là 1.300.000 đồng. Bà con cô bác và cô chú anh chị ưng ý mình là liên hệ trực tiếp với em ha. Rồi cái viên đá thứ hai, đây là cái viên thạch anh tím thứ hai nè. Mọi người có thể nhìn thấy là những cái óng ánh khi mà em quay ở trên màn hình nha. Đó, viên đá thứ hai này có cân nặng là 2 kg nha. Đó, cân nặng là 2 kg, chiều cao lớn nhất là 17 cm nha, phần bề ngang lớn nhất là 15.5 cm. Và giá em giao lưu với bà con cô bác cô chú anh chị cái viên đá thạch anh lớn thứ hai này với giá là 2.200.000 đồng nha. Đó, mọi người có thể nhìn thấy nè, cái hốc mắt của nó rất là sâu nha, rất là đẹp luôn. Đó, nhìn rất là ưng mắt luôn, để trang trí trong cái tủ kính phòng khách thì cực kỳ đẹp nha. Đó, và bà con cô bác cô chú anh chị mình nếu mà ưng ý lấy hai cái viên này thì em sẽ để một cái giá rất là tốt. Và em cũng còn một số cái viên đá hạt anh nữa, tại vì giống như em nói đó, khi mà người ta khai thác vào chúng cái mỏ đá hạt anh này nè, sẽ rất là nhiều cái mảnh vỡ ra đó, đủ hình dạng kích thước trọng lượng khác nhau đó. Bây giờ trong cái đoạn video này em chỉ mới giới thiệu lên hai cái viên đầu tiên. Mọi người muốn gọi là sưu tầm nhiều hơn nhiều viên có thể liên hệ với em ha. Zalo và số điện thoại của em là 0774 814 824. Kế tiếp thì em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị, đây là một cái tảng đá nham thạch núi lửa ha. Thì em cũng xin nói luôn, đây là một cái đá nham thạch núi lửa mà em cũng gom về, nhập về chứ không có Việt Nam nha. Việt Nam mình không có cái núi lửa nào mà còn hoạt động để có cái nham thạch ha. Đó, thì đây cũng là một cái món đồ để trang trí, một món đồ độc lạ mà bà con cô bác và cô chú anh chị mình có thể là sưu tầm. Ui trời, em tưởng nó rớt. Có thể là sưu tầm để sưu tầm để trang trí hoặc làm để làm quà tặng cho người thân bạn bè ha. Thì cái viên đá này nó cũng có cái phản xạ với cái ánh sáng nè. Đó, ánh sáng mà chiếu vào nó lên óng ánh 7 màu, nhìn rất là đẹp luôn, cái màu kim tuyến rất là đẹp nha. Đó. Cái viên đá này thì khi mọi người giao lưu với em á, thì em đã có tặng kèm cái đế gỗ bên dưới rồi nha, để mình trang trí cho mình dễ bề mình trang trí. Chiều cao của cái nham thạch núi lửa này là 30 cm nha. Phần bề ngang lớn nhất là khoảng 13 cm. Và giá em giao lưu với mọi người cái tảng đá nham thạch núi lửa nặng 2,3 kg này với giá là 4.500.000 đồng. Em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Rồi, ở trên cái phần thân của hồ lô có rất là nhiều cái điểm nó bị lột men rồi, nó chỗ chỗ sắt chỗ đồng đó, những cái điểm thời gian xuất hiện trên những cái món đồ gốm lâu tuổi ha. Ở bên dưới là phần chôn đáy nè, chôn đáy rất là già, phần sát cái mặt phẳng thì bị lột, bị tóc hết men rồi, còn men ở đấy thì vẫn còn nè. Đó, và nhìn kỹ ở dưới đáy thì có những cái vết rạn, những cái điểm rạn nhỏ nhỏ như thế này. Đó, bà con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý có thể là liên hệ với em để em gửi thêm hình ảnh cũng như là gọi điện trực tiếp cho mọi người xem cái hồ lô này nha. Hồ lô này thì có phần chiều cao là 39 cm nha, và cái phần hoành cái bầu nhỏ thì có hoành là 44 cm nha, và cái phần bầu lớn thì có cái hoành là 76 cm. Và giá em giao lưu với bà con cô bác và cô chú anh chị cái hồ lô này với giá là 8 triệu đồng. Món đồ kế tiếp em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị là một cái bình gốm rất là đẹp luôn. Đây là một cái bình dạng tỳ bà nha, và cái này là một cái món đồ gốm thời Lê Sơ mà em có duyên sưu tầm được một số cái họa tiết màu đỏ đỏ như hình con phượng hoàng này và cái dòng men huyết ha. Đó, và một số cái chi tiết khác nữa, bông hoa hay là những cái hoa văn ở trên đây nè. Đó, cái bình này thì nhìn rất là đẹp luôn. Cái những cái họa tiết, những cái có những điểm thì nó bị xuống màu theo thời gian năm tháng ha, nhưng mà vẫn còn cái độ bóng hai bên hai cái tay là đắp nổi cái hình con gì em nhìn cũng không có ra được nữa, nó do thời gian năm tháng xong nó bị mòn vài chỗ rồi, nhìn nó không có được rõ nha. Phần miệng không có bị răng nứt gặm mẻ gì hết, chỉ có những cái vết ố vàng theo thời gian năm tháng thôi. Trong đấy thì rất là già, phần men ở đấy thì bị lột hết rồi, lộ ra phần thịt nè. Đó, những cái họa tiết những cái trên đây giống như chữ hay là ký tự gì đó em cũng không không dịch được, không hiểu được nữa, nó chỉ thấy được rõ nhất là hai hình
hình hai con phượng hoàng đối xứng hai bên và một số chi tiết hoa dây. Chiều cao của cái bình này là 35 cm, phần đường kính miệng là 9.5 cm và phần hoành là 64 cm. Và giá em giao lưu với mọi người chiếc bình gốm laser này, chị bà laser này, với giá là 12 triệu đồng. Em xin được đi qua món đồ kế tiếp. Tiếp theo em giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị một cái món đồ rất là đẹp luôn. Đó, em xắn cái quần xuống tí. Rồi, đây, trên màn hình của bà con cô bác và cô chú anh chị là một cái ống canh nha, rất là lớn luôn. Đây là một cái ống chanh mà thật sự là em mới lần đầu tiên em gom được cái ống chanh mà đẹp mà nhiều chi tiết sắc nét như thế này ha. Đó, rất là nặng, cốt cầm rất là nặng. Cái thứ hai là những một số cái chi tiết hoa văn trên đây nhìn rất là ưng mắt. Để em nghiêng xuống và em quay gần hơn cho bà con cô bác và cô chú anh chị mình xem ha. Đó, cái này thì theo như cái cảm nhận của em, cái tích trên đây là một người chồng và ba người vợ. Tại vì hồi xưa hay có cái chế độ đa thê ha. Đó, rồi có mỗi người mỗi một người vợ thì có những đứa con. Đây, để em quay nhẹ nhẹ cái cho bà con cô bác của chú anh chị mình xem. Đó, rất là đẹp luôn. Ở bên trên cái phần miệng không có bị găng nứt hay gặn mẻ gì hết, chỉ có những cái nút ruồi đen đó, những cái nút chỗ đồng chỗ sắt. Nhìn kỹ ở bên trong có những cái nút có những vết sần, vết nổ men ở phía dưới đáy ha. Tại vì em coi trực tiếp em cảm nhận được cái món đồ, em nhìn thấy rất là rõ. Nhiều khi trên màn hình bà con cô bác cô chú anh chị mình hơi bị khó nhìn, cho nên mọi người ưng ý cái món đồ này cứ gọi điện trực tiếp cho em để em quay em cho mọi người xem cận cảnh ha. Rồi, đó là về những cái phần thân, còn đây là cái phần chôn đáy nè. Thứ nhất là về phần đáy đi, đó cái nước nước men, cái da men cực kỳ đẹp, cực kỳ bắt mắt luôn, hình vẽ người rất là sống động luôn à. Đó, theo như em tìm hiểu và ấy á, thì những cái nghệ nhân mà vẽ người á thường là có cái tay nghề rất là cao ha, và người cũng là một cái tích vẽ rất là khó, gần như là khó nhất luôn đó, sau đó mới tứ linh phong cảnh đồ này kia ha. Còn về phần chôn đáy nè, chôn đáy thì quá trời già luôn rồi đó, chỗ đồng chỗ sắt rồi ốc châu nổi rất là nhiều đó, mà nó nhìn nó vẫn có cái độ mịn, độ láng riêng nè, đó rất là ưng mắt, cốt cầm thì cực kỳ nặng tay luôn. Rồi, về kích thước của cái ống chanh này, ống chanh này có chiều cao là 50 cm, phần đường kính miệng là 28 cm và phần hoành là 53 cm ha. Và giá em giao lưu với mọi người một cái ống chanh gốm màu cổ như thế này là 15 triệu đồng nha. Và con cô bác và cô chú anh chị mình ưng ý, mình liên hệ với em qua Zalo và số điện thoại là 0774 814 824. Do là thời lượng đoạn video của em cũng hơi dài, em xin phép được dừng lại ở đây. Còn một số món đồ em xin phép được giới thiệu tới bà con cô bác và cô chú anh chị trong đoạn video kế tiếp. Em xin chân thành cảm ơn bà con cô bác và cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn video này. Xin hẹn gặp lại bà con cô bác và cô chú anh chị trong những đoạn video tiếp theo. Em xin trân trọng kính chào.